Đây là chương trình quay phim của Sony Z3. Đây, đây, đây. Đây là cuộc trang yếu của hai người đàn ông. Ok, ok. Quay qua. Say hello. Hello Việt Nam. Đây là cái mấy cái món bánh ngọt. Bánh ngọt rất là ngon, gạo các bạn xem đi, gạo rất là tươi. Đó, đây là thu hoạch từ Vĩnh Long, trực chiến từ Vĩnh Long đây. Có không? Có thì nói. Nhìn rau là biết nguồn gốc Vĩnh Long luôn. Đúng rồi, nè. Nhìn đi, có đóng mộng luôn nè. Không, chắc ba người quay chắc không thấy được cái mộng đâu. Cái này là đu đủ nha. Đu đủ, đu đủ. Đu đủ này là người ta bào ra, sau đó là người ta ngâm lá. Rất là giòn. Hàng the, hàng the. Đây để cái tên quán gốc vú sữa nữa nè. Nhân vật ưu tú, nhân vật ưu tú. Đây đi, đi 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 học không viết một chữ. Không viết một chữ. Đó. Các bạn đây là chén của bạn Minh Công. Một chút xíu nữa các bạn sẽ ai bỏ gì vô chơi. Một chút xíu sẽ có xương. Đó, nhìn chén xung quanh thì không ai có gì vậy. Em đu đủ chứ rồi, em đu đủ chứ. Ê, tôi đề nghị các bạn đó nói đu đủ nó rõ rõ ra nha. Đấy à, đấy thì cũng đúng rồi. Thì có tấm kia đi. Ngon, mình tôi đến sẵn thôi, cho nó ngon thôi. Không. Quay vô cái chén không? Rồi. Rồi cụng ly đi, cụng, cụng. Vô, vô, vô. Cụng ly mày sao cụng chén. Cụng chén, cụng chén. Vô, 2, 3, vô. Đáng á. Rồi. Đổi, đổi, đổi. Đúng rồi, vô. À, sau tiết mục bánh thọt sẽ là tiết mục gì? Không có thì em xíu nữa chúng tôi sẽ tiến hành đi dạo. Đúng rồi, em quá em ở vùng anh này là đi tàu hay quá. Cả ba bè Vũng Tàu phải không? Đẹp. Ở Hải chạy ngang là thấy rồi, em sắp đi không? Nói chung hơn Sài Gòn nhiều. Hợp quá, hợp quá. Đèn xanh lên mới lên, đèn xanh mới lên TV được. Đây đang team view, team view, team view của nhà, team view. Team view. Ông và nhấn nút tắt mở rồi là hiện lên à, là nó hiện mình nhìn là nó hiện lên màu xanh cộng hơi thì lấy tay xuống nút. Lúc tròn nó, lúc tròn cũng hợp, cũng xanh luôn.